dòng người di dân ồ ạt từ Ý sang thành phố Manchester vào cuối thế kỷ 19, mang đậm màu sắc phương Đông tại đây. Coco Town đã từng được biết dưới cái tên là Little Italy, Italy thu nhỏ. Các món ăn Việt được bày biện trong những chiếc tô, chiếc đĩa bằng sứ với kiểu cách riêng. Cà phê pha bằng phin, không gian được bài trí theo phong cách phương Đông. Tất cả khiến cho các vị khách khi ghé thăm cà phê Coco Town ở đường York Lane ở thành phố Nottingham ở Anh đã cảm nhận được rõ nét đặc trưng của một quán ăn Việt, không thể lẫn đâu được. Chị Kim Nguyễn, quản lý Coco Town, cho biết quán được thiết kế theo phong cách của quán cà phê Sài Gòn những năm 1950. Gạch lát sàn của quán được làm thủ công theo nguyên mẫu, loại gạch phổ biến vào thời điểm đó. Gạch lát sàn, cửa sổ kiểu Pháp, vốn ốp cổ điển và hầu hết vật dụng trang trí cho Coco Town được đưa từ thành phố Sài Gòn qua. Theo chị Kim Nguyễn, khách đến với Coco Town từ người Việt cho đến người bản địa đều yêu thích không gian cũng như là các món ăn truyền thống đậm chất Việt. Và đó là một tín hiệu đầy lạc quan cho một quán cà phê của người Việt ở Tây Phương. Coco Town là một trong rất nhiều góc Việt ở xứ sở sương mù và từng được biết dưới cái tên là Little Italy, do dòng người di dân ồ ạt từ Ý sang thành phố Manchester vào cuối thế kỷ 19. Nhưng giờ đây người ta biết đến khu vực ở đường Oldham Ancoats ở phía bắc thành phố Manchester với cái tên là Little Việt Nam, nơi mà những quán cà phê Việt bán phở Việt thay vì những đĩa mì pasta. Theo Manchester Evening News, các cửa hàng thuộc khu vực này hầu hết là của người Việt Nam. Một trong những lý do chủ yếu khiến cho nhiều cửa hàng của người Việt mở tại khu vực này, đó là do gần đó có Winzip, siêu thị châu Á lớn nhất thành phố Manchester. Anh Chi Lương Điệp, chủ của một cửa hàng người Việt, cho biết, ban đầu khi mới mở cửa hàng, việc lôi kéo khách hàng rất là khó khăn. Sau đó tiếng lành đồn xa, cửa hàng của anh ngày càng có nhiều người tới mua hàng. Nhiều khách hàng ghé thăm cửa hàng thường xuyên để mua những mặt hàng châu Á mà họ khó có thể tìm thấy ở các nơi khác, thậm chí là trong các siêu thị lớn. Ban đầu, cửa hàng của anh nằm ở trên đường Oldham nhưng đã chuyển vào gần bên trong trung tâm thành phố hơn vào năm 2012. Khoảng 2 năm sau đó, anh quyết định mở thêm quán cà phê Việt kết hợp với siêu thị. Anh Chi Lương Điệp sinh ra ở Manchester và hiện đang sống ở tại Chiro, cho hay là hai sản phẩm nổi tiếng nhất của cửa hàng đó là mắm tôm và giò lụa. Anh cũng cho biết thêm, rất nhiều khách hàng người bản địa hay tới cửa hàng để mua cà phê Việt, và quán của anh cũng là một trong những quán đầu tiên ở Manchester có bán bánh mì Việt Nam. Tôi nghĩ rằng có nhiều cửa hàng trong những quán có ở đây là vì có rất nhiều người châu Á sống ở Mill, Blatching and Ancoats, hoặc là cũng có thể là do khu vực này gần với thị trấn, nơi có rất nhiều người có ý định chuyển đến sống ở đó. Anh Chi Lương Điệp nói như vậy. Ở phía bắc thành phố Manchester tập trung một loạt quán cà phê Việt, trong đó có thể kể tới Simply Việt, chủ quán đó là anh Triều, một người có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm. Trước đây, anh Triều sống ở London, nhưng sau đó chuyển về Manchester để mở cửa hàng ăn uống ở Ancoast. Anh Triều cho biết công việc kinh doanh của chị hiện là khá ổn và thực khách từ người bản xứ đến người Trung Quốc đều tìm thấy ở quán của chị những cái món ăn đặc trưng Việt để mà thưởng thức. Mọi doanh nghiệp khi mới mở đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi may mắn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng và rất nhiều người nói rằng các món ăn tại cửa hàng chúng tôi có vị giống với các món ăn ở Việt Nam nhất. Chị hào hứng chia sẻ như vậy. Cửa vào nhà, ông Quý đã bị hai thanh niên dùng dao chém tới tấp, khiến cho nạn nhân gục ngã tại chỗ. Ông này bị đứt ba ngón tay trái, bị vỡ hàm và gãy 10 cái răng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Lộc,
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an đã vừa bắt khẩn cấp Phạm Nhật Thành, 32 tuổi và Trần Quang Vũ, 29 tuổi, cả hai cùng cư trú tại thành phố Huế, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân đó là ông Dương Quang Quýt, 63 tuổi, là một Việt kiều Mỹ, trú ở đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, ở huyện Phú Lộc. Trước đó, khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô, thì giữa ông Quýt Việt kiều Mỹ và ông Dương Quang Hùng là cha vợ của Vũ đã xảy ra tranh cãi khi va chạm trong quá trình giao thông. Nghe kể lại sự việc, Vũ và Thành từ thành phố Huế đi xe máy, bịt kín mặt đến nhà ông Quýt để mà trả thù. Khi thấy nạn nhân đang mở cửa vào nhà thì cả hai đã dùng mã tấu chém tới tấp, khiến cho ông Quý gục ngã tại chỗ. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng đứt ba ngón tay trái, trên mặt có vết thương dài 20cm, bị vỡ hàm, gãy 10 cái răng. Vũ và Thành đều có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, hai nghi can này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Và hiện tại, công an Đà Nẵng đang phát lệnh truy nã để tìm bắt hai nghi can này. Khi ông Paul Mensah quyết định tới siêu thị Coles gần ở nhà vào buổi chiều một ngày tháng 2, ông đã không hề biết là sự việc này sẽ khiến là gã khổng lồ bán lẻ phải trả khoản tiền đền bù lên đến gần 300.000 đô la. Người chủ cửa hàng ở NSW hôm đó đã đi qua gian hàng số 7 để tìm kiếm vài cục pin tại cửa hàng ở Vincentia South Coast, NSW. Ông đã dẫm vào một vũng cà phê đá dưới đất và ngã đập vai phải xuống đất. Vào năm 2015, ông đã mở một doanh nghiệp làm kính tại Charis Bay cùng vợ của mình. Hai vợ chồng thuê nhân công thời vụ để hỗ trợ khi cần thiết. Trước vụ tai nạn, ông Marshall được coi là khỏe mạnh và có đủ khả năng thực hiện công việc. Vấn đề duy nhất của ông là phải vươn vai với hai cánh tay luôn làm việc ở trên cao trong 80% thời lượng công việc hàng ngày. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau sự cố tại Coles. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 23 tháng 2 năm ngoái, ông Mensah trong bộ đồ mùa hè quen thuộc của mình đã ngã sóng xoài trên sàn của siêu thị. Ông Mensah nhận được thông tin về đoạn camera an ninh cho thấy một người phụ nữ đã lấy một cốc cà phê đá từ trong khu đồ lạnh và đã uống cốc cà phê đó trong khi đi bộ xung quanh cửa hàng. Cô đã làm đổ một chút cà phê trên sàn nhà. Theo tài liệu của tòa án, ông Mensah đã yêu cầu một bản sao chép của đoạn phim ít nhất là 5 lần. Tuy nhiên, yêu cầu của ông chưa bao giờ được đáp ứng và sau đó được thông báo là đoạn phim đã bị xóa đi. Mặc dù tiếp tục công việc sau vụ tai nạn, ông Mensah dần cảm thấy những cơn đau nhức ở vùng vai phải. Sau khi điều trị bằng thuốc Nurofen không hiệu quả thì bác sĩ của ông khuyên là ông nên đi chụp X-quang. Ông đã chụp X-quang, siêu âm và cộng hưởng từ. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy có một vết rách cực sâu. Những chấn thương này đã khiến cho ông không thể tiếp tục điều hành doanh nghiệp của mình. Tòa án cũng biết được việc ông gặp khó khăn trong việc mặc đồ, nấu ăn và lau dọn nhà cửa. Ông buộc phải sống phụ thuộc vào khoản bảo hiểm thu nhập có giá trị là 870 đô trên một tuần. Vì mất đi một phần thu nhập và vợ ông cũng mắc phải nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, ông không thể chi trả cho những chuyên gia y tế để tư vấn chữa trị cho vết thương của mình. Thẩm phán Russell đã yêu cầu Coles phải bồi thường thiệt hại cho ông Mensah là 293.597 đô la, bao gồm các khoản chi phí trong quá khứ và tương lai, cũng như là khả năng lao động ở trong tương lai. Một thanh niên 27 tuổi ở Hải Dương tá hỏa khi biết mình có một tài khoản ở ngân hàng, mặc dù là anh chưa đến đăng ký bao giờ. Anh này càng hoảng sợ hơn khi tài khoản kia đã thực hiện những giao dịch với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.
Mới đây, trong đơn khiếu nại gửi tới báo Lao động, anh Vũ Anh Đức, 27 tuổi, Hải Dương, cho biết vào tháng 9, khi có nhu cầu mở tài khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV Bank, anh đã đến phòng giao dịch của ngân hàng này ở Hà Nội để mà làm thủ tục. Song nhân viên thông báo là anh đã có sẵn một tài khoản. Quá bất ngờ, anh Đức yêu cầu được kiểm tra thì càng giật mình khi biết tài khoản này đã được mở gần một năm. Cụ thể là tài khoản mang tên anh được mở vào ngày 29 tháng 12 năm 2016. Cho đến ngày anh Đức biết chuyện thì tài khoản đã thực hiện 19 giao dịch với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng, tức là hơn 1,3 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, anh Đức khẳng định là chưa từng cầm giấy tờ cá nhân tới bất kỳ một chi nhánh nào của BIDV Bank để làm thủ tục mở tài khoản. Vì thế, những giao dịch bất thường bằng tài khoản có tên tuổi, số chứng minh nhân dân của mình khiến cho anh Đức vô cùng lo lắng và hoang mang. Hành vi này là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của tôi, anh Đức viết trong đơn. Ngay sau đó, anh Đức đã ủy quyền cho một công ty luật tại Hà Nội làm rõ những vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, đến chiều ngày 22 tháng 11, ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban Thương hiệu và Quan hệ Công chúng BIDV Bank, đã phát đi thông báo cho biết ngân hàng này đã nhận được đơn đề nghị xin rút lại đơn khiếu nại của anh Vũ Anh Đức. Trong đơn, anh Đức khẳng định: "Hiện nay tôi đã xác minh được các nội dung trên, vì vậy không cần thiết quý cơ quan phải thực hiện các nội dung theo đơn đề nghị của tôi. Do vậy, tôi làm đơn này xin rút lại đơn đề nghị nói trên. Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn với đề nghị trên và không có điều kiện. Khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật." Theo báo Người Tiêu Dùng, ông Nguyễn Đức Biên, luật sư của anh Đức, cho biết do người lập và sử dụng tài khoản mang tên là anh Đức là người thân của anh này, nên anh Đức rút đơn đã nộp tại BIDV Bank. Người quen của anh Đức sử dụng tài khoản nhưng anh Đức không biết. Người đó tự chuyển tiền, rút tiền. Vừa qua hai bên đã gặp nhau, anh Đức không bị ảnh hưởng gì nên đã quyết định rút đơn, luật sư cho hay. Sự việc của anh Đức đã đặt ra câu hỏi về tiến trình của ngân hàng. Làm thế nào mà anh Đức không cần tới ngân hàng BIDV vẫn có thể mở thẻ một cách dễ dàng? Chỉ cần dùng giấy chứng minh nhân dân của anh là người thân đã có thể mở được thẻ. Nói với tờ báo ở trong nước, đại diện BIDV Bank là ông Nguyễn Việt Hà cho biết đây là sự việc chưa từng có tiền lệ và nếu đúng là rất nghiêm trọng và vượt quá tầm kiểm soát của đơn vị. BIDV không dung túng bao che cho bất cứ trường hợp nào nếu xác định được sai phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. Có những thói quen làm giàu tích cực sẽ giúp cho chúng ta tích lũy tài sản một cách tốt hơn. Nhiều người có quá nhiều thói quen của người nghèo, nên dẫu dốc hết sức mình, họ cũng khó có thể trở thành người giàu. Một chuyên gia quản lý tài chính của Mỹ đã tiến hành khảo sát nghiên cứu hành vi thói quen thường ngày của người nghèo và người giàu trong vòng 5 năm trời. Ông đã phát hiện ra rằng giữa người nghèo và người giàu có một sự khác biệt rất lớn, đó là thói quen làm giàu. Và những thói quen này cụ thể như thế nào? Vận may để trở thành người giàu chỉ chiếm một phần rất nhỏ và liên quan tới thói quen giàu có. Kỳ thực là trên thực tế, đây chính là tư duy, trí óc và giá trị nội tâm của con người. Thói quen làm giàu và thói quen sinh hoạt rất giống nhau. Những thói quen tốt sẽ giúp con người khỏe mạnh, thậm chí là trường thọ. Ngược lại, những thói quen không tốt sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ hoặc là thọ mệnh của người đó. Mang theo mình những thói quen làm giàu tốt đẹp sẽ giúp cho con người tích lũy được nhiều của cải hơn. Người có quá nhiều thói quen của người nghèo thì dẫu có thể cố hết sức thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Sau đây là 10 thói quen giàu có thường gặp ở những người giàu. Những thói quen này được dung hòa vào cuộc sống thường nhật. Điều quan trọng hơn là thói quen này lại phản ánh một lối tư duy, quan niệm và giá trị nhân sinh quan tích cực. Thứ nhất, đó là người giàu tin rằng thói quen sinh hoạt rất quan trọng đối với họ. Thói quen hàng ngày liệu có ảnh hưởng tới việc trở thành người giàu có hay không? Có 50% những người giàu cho rằng điều này có sức ảnh hưởng chủ yếu. Trong khi đó, tỷ lệ những người nghèo đồng tình với quan điểm này chỉ chiếm tỷ lệ là 3%. Rất nhiều người giàu sẽ nói là mình trở thành người giàu là nhờ vận may, nhưng không ít người nghèo nói rằng vận may của mình không tốt,
nên không trở thành người giàu được. Nhưng vận may là gì? Nó từ đâu tới? Hóa ra là từ những thói quen. Những người giàu thì cho rằng thói quen không tốt sẽ tạo nên vận rủi, còn thói quen tốt lại có thể mang tới vận may. Những thói quen này cũng là sự tôi luyện, buông bỏ những thói quen không tốt, lựa chọn những điều tốt đẹp cho tương lai của mình. Điều thứ hai đó là người giàu coi trọng mối quan hệ và sự trưởng thành của bản thân. 88% người giàu cho rằng mối quan hệ vô cùng quan trọng nếu muốn trở thành một người giàu. Nhưng số người nghèo cùng quan điểm này chỉ chiếm có 17%. Mối quan hệ thông thường cũng là nguồn của cải dồi dào. Mối quan hệ giữa những người giàu có thể nói là những mỏ vàng cần được khai thác. Người giàu không cảm nhận thiết thân rằng mối quan hệ đóng vai trò thiết yếu đối với sự nghiệp của họ. Hơn nữa, họ cũng dành rất nhiều nỗ lực để củng cố những mối quan hệ này. Những người giàu ở Mỹ duy trì mối quan hệ này không chỉ dựa vào việc trở thành những người bạn nhậu với nhau. Họ có thể làm những việc nhỏ bé, thấm đẫm tình người nào đó. Ví dụ như là gọi điện chúc mừng trong những dịp đại sự trong đời, như là chúc mừng ngày sinh nhật. Thậm chí là họ có thể gặp nhau chỉ để uống một ly trà, cùng đi ăn sáng, cùng tập thể thao, cùng đi dã ngoại, v.v. Người giàu rất nhạy bén với việc khai thác các mối quan hệ hiện là có của mình. Điều đáng nể hơn là họ liên tục kết nối những người quen biết của mình với nhau, giúp các đối tác cùng tìm được cơ hội hợp tác và phát triển. Họ không chỉ bó hẹp tư duy trong việc làm giàu cho bản thân mà thường mang theo tư tưởng đôi bên cùng có lợi. Vậy nên những mối quan hệ này không chỉ giúp bản thân họ làm giàu mà còn khiến những người khác cũng có cơ hội trở nên giàu có như họ. Điều thứ ba đó là người giàu thích kết giao bạn bè. 68% người giàu nói rằng họ thích kết bạn, còn tỷ lệ này trong người nghèo chỉ chiếm có 11%. Chúng ta thường có câu, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, nhiều bạn mở ra nhiều con đường hơn. Kết giao bạn bè rộng rãi là một cách mở rộng mối quan hệ, ở Mỹ cũng như vậy. Người giàu luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè của mình và mọi người xung quanh. Họ coi trọng việc tạo dựng những mối quan hệ bền vững, sự tín nhiệm lẫn nhau. Bởi lẽ không có uy tín cũng đồng nghĩa với việc không có bạn bè. Không có bạn bè thì cơ hội làm giàu cũng không nhiều. Làm giàu không phải là một đường thẳng tắp mà luôn ẩn chứa nhiều đoạn quanh co, khúc khuỷu. Lúc này, những người bạn sẽ giúp họ nhìn rõ hơn phương hướng và có thêm động lực để tiến về phía trước. Bởi lẽ họ luôn hiểu rằng giúp người trước là giúp mình sau. Điều thứ tư đó là người giàu cho rằng tiết kiệm rất là quan trọng. 88% người giàu cho rằng tiết kiệm là cơ sở dẫn tới việc giàu có. 52% người nghèo cũng tán đồng với quan điểm này. Muốn trở thành người giàu thì không chỉ cần phải tiết kiệm được nhiều tiền mà còn phải cần kiệm, giữ nhà, tích lũy tiền của. Ăn chơi sa đọa, vung tay quá trán thì dẫu trong nhà có núi vàng, núi bạc cũng sẽ có ngày trắng tay. Người giàu giáo dục con cái định luật là 80/20, tức là trong cuộc sống đừng làm được đồng nào tiêu hết đồng đó. Chỉ ít là phải tích lũy được 20% để mà tái đầu tư. Điều thứ năm là người giàu kiên định niềm tin rằng số phận nằm trong tay của mình. Đa số người nghèo thì cho rằng số phận của mình không tốt hay là họ không có một người cha tốt để đỡ đầu. Trong cuộc phỏng vấn những người giàu có của Mỹ, đa số mọi người ban đầu đều không giàu, cũng không có một người cha tốt đỡ đầu nào hết. Nhưng họ lại nắm giữ niềm tin số phận nằm trong tay của mình. Từ đó nỗ lực thay đổi mục tiêu phát triển của bản thân. Thái độ này cũng là một nhân tố giúp cho họ có thể trở thành một người giàu có. Họ dám chịu trách nhiệm về những lối tư duy và những việc làm của mình. Trước khi tin rằng giàu có là do số mệnh thì họ không bi quan chờ đợi, mà họ chủ động bắt tay cải thiện những việc xung quanh mình. Dẫu là số phận có mang đến cho họ một ly nước chanh thì họ cũng sẽ học cách cho thêm đường vào ly nước chanh ấy. Bởi lẽ là họ tin rằng những gì đã qua không thể quay trở lại. Dẫu có nhân quả giữa kiếp trước và kiếp này thì những gì họ đã từng làm họ cũng không thể thay đổi được. Vậy nên thay vì nghĩ rầu rĩ, nghĩ rằng vận may sẽ quay lưng với mình vì những việc làm từ đời trước hay là quá khứ của kiếp này, thì họ liên tục thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực nhằm để tạo dựng, tích lũy những vận may của mình. Kỳ thực đây là việc dám nhìn thẳng vào những thiếu sót của bản thân, dám chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình, và quan trọng hơn đó là dám thay đổi để trở nên tốt hơn. Khi con người thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy thì vận may mỉm cười với họ cũng là điều đương nhiên mà thôi. Điều thứ sáu đó là người giàu dựa vào tính sáng tạo chứ không chỉ là sự thông minh. 75% người giàu coi tính sáng tạo là yếu tố quan trọng của người giàu có.
chỉ có 11% người nghèo là đồng ý với điều này. Người giàu tin tưởng rằng sự sáng tạo sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc thành công hay là không. Còn người nghèo thì đa phần cho rằng mình nghèo là do mình không đủ thông minh. Rất nhiều người giàu cho rằng thành tích khi học ở trường đại học chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn mà thôi. Họ không được coi là những người thông minh và học giỏi. Nhưng họ lại coi trọng sự sáng tạo, chứ không coi trọng lý thuyết, sách vở. Nên khi hòa nhập với xã hội, họ có thể phát huy được tối đa năng lực của mình. Điều thứ bảy đó là người giàu yêu thích công việc của họ. 85% người giàu nói rằng họ yêu thích công việc mình đang làm, nhưng chỉ có 2% là người nghèo nói rằng họ thích công việc ấy. 86% người giàu làm việc 50 tiếng trên một tuần trong sự đam mê quên mình. 81% người giàu nói rằng họ phải làm nhiều hơn yêu cầu của ông công việc, và đơn giản là vì họ thấy điều đó là cần thiết và tình nguyện làm như vậy. Công việc của người giàu thường là tự mình sáng lập sự nghiệp, nên việc dốc toàn tâm huyết vào đó cũng là điều đương nhiên mà thôi. Còn người nghèo thì đa phần là giới làm công ăn lương, muốn toàn tâm toàn ý dồn vào công việc là một yêu cầu hơi là cao. Người giàu thì thường gắn những mục tiêu cao cả vào trong sự nghiệp của mình, vậy nên cảm hứng trong công việc của họ luôn dâng trào và mang đến cho họ sức mạnh và sự phục hồi kỳ diệu. Điều thứ 8 đó là người giàu tin rằng một sức khỏe tốt là vốn liếng để mà kiếm tiền. 85% người giàu rất coi trọng sức khỏe. Hơn nữa, họ còn cho rằng đây là tiền vốn để kiếm tiền. Nhưng người nghèo lại không coi trọng sức khỏe cho lắm. Thậm chí là 13% người nghèo cho rằng sức khỏe vốn để liều sức bình sinh của mình để mà kiếm kế sinh nhai. Một người giàu từng nói, tôi không thể kiếm tiền trên giường bệnh được. Một sức khỏe tốt đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tinh lực và thời gian hơn để khai thác sự nghiệp và cũng sẽ tích lũy được nhiều tài sản hơn. Sức khỏe còn giúp cho thời gian tích lũy của cải được kéo dài. Một người dẫu giàu có hơn nữa thì những năm tháng thanh xuân sớm sẽ qua đi, cũng là một bi kịch. Một điều đơn giản nữa là dẫu có núi vàng, núi bạc nhưng không có sức khỏe tốt thì cũng không có cơ hội để mà hưởng thụ thành quả của mình. Điều thứ 9 đó là người giàu dám mạo hiểm. 63% người giàu cho biết là trong quá trình làm giàu của mình thì họ dám mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro. Về phương diện này thì người nghèo lại không có được khí thái đó. Chỉ có 6% người nghèo là cho biết họ tán đồng với quan điểm dám xông pha và mạo hiểm của người giàu. Theo điều tra của các học giả thì 27% những người giàu có trong quá trình lập nghiệp đều phải nếm mùi thất bại ít nhất là một lần. Họ rất dễ quên đi thành công, nhưng thất bại thì lại khắc cốt ghi tâm. Từ đó họ có thể rút ra những bài học trong thất bại mà đứng lên làm lại từ đầu. Đây chính là tố chất cơ bản giúp cho họ có khả năng thành công. Điều thứ 10 đó là người giàu tìm hiểu và tăng thêm thói quen làm giàu, giảm bớt thói quen của người nghèo. Một chuyên gia người Mỹ cho rằng, trong cuộc sống của mỗi một người đều có một vài thói quen làm giàu và cũng sẽ có một vài thói quen của người nghèo. Tăng thêm thói quen làm giàu sẽ giúp tích lũy tài sản, giảm bớt thói quen của người nghèo cũng có thể khiến con người thay đổi tình trạng nghèo túng. Vậy thì trong cuộc sống thường nhật, thói quen làm giàu có biểu hiện như thế nào? Người giàu tìm hiểu sâu hơn khi gặp sự hoài nghi. Người giàu tìm hiểu sâu hơn khi gặp sự hoài nghi trong khi người nghèo lại cự tuyệt khi đang ngờ vực điều gì đó. Sinh mệnh của con người là hữu hạn, mà đại dương kiến thức thì mênh mông vô hạn. Điều đáng thương nhất trong đời người chính là dùng sinh mệnh hữu hạn của mình để mà học những kiến thức mênh mông vô hạn ấy. Những người trẻ tuổi đã thành công không phải là do họ thông minh. Họ cũng không thể nào sinh ra là đã hiểu hết mọi chuyện trên đời. Nếu cứ nhất quyết nói rằng họ may mắn thì chẳng qua là họ luôn chịu khó rèn luyện bản thân với đồng tiền, học hỏi những điều thiết yếu xung quanh, chỉ vậy mà thôi. Người giàu tự tin. Người nghèo chỉ cảm thấy tự tin khi có những vật dụng, đồ trang sức có thương hiệu nổi tiếng, những bộ cánh đắt tiền và những thứ xa xỉ phẩm như là nhà lầu, xế xịn, ra vào những nơi hào nhoáng, tiệc tùng xa hoa. Sự tự tin của người nghèo thông thường không phải là sự tự tin xuất phát từ nội tâm và thành công tự nhiên. Một tỷ phú tiết lộ bí quyết kinh doanh của mình. Kỳ thực là cũng không có gì là đặc biệt, khi bối cảnh tốt thì bạn đừng quá lạc quan. Khi bối cảnh không tốt thì cũng đừng quá bi quan. Kỳ thực đây chính là sự tự tin riêng có của một người giàu. Tự tin mới có thể không bị khống chế bởi những yếu tố bên ngoài. Tự tin mới có thể quyết định một cách chính xác. Kỳ thực đây chính là tâm thái thuận theo tự nhiên. Họ sẽ dốc hết khả năng để làm những gì có thể.
Sau đó điềm tĩnh quan sát xu thế thay đổi, họ có một niềm tin sâu sắc rằng trời chẳng phụ người có tâm. Khi chưa đạt được thành công thì họ vẫn tiếp tục cố gắng, bởi lẽ họ quan niệm là mình chưa tích lũy đủ những điều kiện, tố chất cần thiết và cần liên tục bổ sung điều đó. Vậy cho nên những người giàu có thực sự luôn có khả năng tạo ra của cải một cách bền vững và trường tồn. Muốn gia nhập đội ngũ những người giàu có thực sự chứ không phải là những người giàu sỏi, sớm nổi tối chìm, thì việc tạo dựng cho mình một nội tâm mạnh mẽ và những niềm tin, nhân sinh quan, giá trị đạo đức là điều không thể bàn cãi. Ông cha ta từng có câu, có đức mặc sức mà ăn. Giàu có không có nghĩa là ngồi chờ hưởng phúc do số phận mang lại. Điều quan trọng hơn là tạo ra nhiều đức hơn từ chính việc tôi luyện bản thân và mang lại giá trị cho cộng đồng. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.